Để chuẩn bị cho việc chạy quảng cáo bán hàng trên Facebook thì chúng ta sẽ cần cái gì? Thứ nhất là chúng ta sẽ cần tài khoản quảng cáo. Đối với nhiều người ở đây thì đã biết về tài khoản quảng cáo, và đối với Tên một nó số còn người đâu? đã biết và đối với một số người thì chưa. Tài khoản quảng cáo là cái gì? Tài khoản quảng cáo là một cái tính năng quảng cáo mà Facebook cho các nhà quảng cáo có thể mà sử dụng cái công cụ của Facebook để khai thác. Và tài khoản quảng cáo thì được thiết lập ngay trong tài khoản Facebook cá nhân. Cần có một cái thẻ thanh toán quốc tế. Cần có một cái thẻ thanh toán quốc tế để mà nạp vào cái tài khoản Facebook cá nhân, sau đó thì sẽ hình thành nên tài khoản quảng cáo. Sau đó nó sẽ hình thành lên tài khoản quảng cáo. Đấy. Và để bắt đầu quảng cáo thì chúng ta sẽ cần có fanpage, cần có tài khoản quảng cáo, cần có bài bài đăng, cần có sản phẩm. Như vậy là chúng ta có thể ok bắt đầu được. Đấy, chúng ta có thể ok bắt đầu được về cái vấn đề này. Rồi. Thế thì khi mà chúng ta ở đây, cho tôi hỏi là mọi người ai là đã có tài khoản quảng cáo rồi và ai chưa? Cho tôi biết ạ. Em có rồi. Em có rồi. Mình có rồi. Em có rồi. Ừ, hầu hết mọi người đều có rồi đúng không? Ai chưa có ạ? Những nhóm nào chưa có ạ? Em chưa Ừ. Mọi người có thẻ thanh toán quốc tế chưa ạ? ơi. Có đi đâu đâu mà đi yêu đi gì Em có rồi ạ. Em có rồi. Ok. Tức là nha, bắt buộc phải có thẻ thanh toán quốc tế hoặc là ví Momo thì mới làm tài khoản quảng cáo được. Để bắt đầu quảng cáo thì chốt này, để bắt đầu quảng cáo thì mọi người phải có tài khoản quảng cáo. Mà để có tài khoản quảng cáo thì mọi người phải có nick Facebook cá nhân chưa chạy bao giờ và chưa bị chết, cộng với lại có tài khoản thẻ thanh toán quốc tế Visa hoặc Master. Thí dụ như ở đây như anh Hải đúng không? Anh Hải bây giờ thì mỗi ngày chết dăm dăm chục con, thì Vâng. tài khoản thẻ rồi ví làm loạn sinh ngậu hết rồi, lên đi mua mua tài khoản không xuể luôn. Thì với những người làm quảng cáo như bọn mình thì rất là quen với cái khái niệm đó. Nhưng mà với những người mới ở đây, và nhất là các chị, thì thấy là không hiểu gì cả. Tại vì cái tính năng quảng cáo của Facebook, mình bỏ tiền ra để mình thuê quảng cáo của nó ấy. Thế nhưng mà nó lại khóa, nó không cho mình dùng. Mọi người hiểu không ạ? Đấy, và cứ một cái thẻ mà chúng ta nạp vào một cái tài khoản mà sau đấy mà nó không chạy được thì là chúng ta gần như lại phải làm một cái thẻ khác, phải làm một cái ví khác. Để chuẩn bị cho việc chạy quảng cáo thì chúng ta cần phải có. Rồi, thế thì những người đã có rồi thì không cần ý kiến nữa. Những người chưa có đề nghị là nhắn tin trong nhóm Zalo để đội ngũ của chúng tôi hỗ trợ. Ví dụ như là có thẻ hay chưa có thẻ để chúng tôi biết. Chưa có thì đề nghị đi làm ngân hàng nào các bạn ấy sẽ chỉ, hoặc là làm ví Momo như nào các bạn sẽ chỉ. Làm xong thì nạp vào như nào để nó không bị khóa. Bởi vì hiện tượng hiện nay nó bị khóa rất là nhiều. Đấy, hiểu, mọi người hiểu ý không ạ? Vâng. Ý trước của em nó đặt vào khóa Ừ. luôn. Nó cũng giống như là COVID ấy. Nó cũng giống như là COVID ấy. Là gì? Ai rồi cũng sẽ trở thành F thôi, đúng không? Thế thì Facebook thì ai rồi cũng sẽ bị khóa thôi. Đấy. Nhá. Mọi người ghi lại thì ghi, hoặc là sau video tôi gửi lại cho. Nhưng mà chốt này, để có tài khoản quảng cáo thì thứ nhất là cần nick Facebook cá nhân của các bạn là ngon lành, chưa bị khóa bao giờ. Thứ hai là mọi người phải có thẻ thanh toán quốc tế là thẻ Visa hoặc thẻ Master, dạng debit hoặc credit đều được. Thứ ba, nếu không mọi người có thể sử dụng ví thanh toán Momo. Thế thì Visa, Master và Momo khác nhau cái gì? Visa Master thì có thể bạn sẽ dùng được
phương án thanh toán trả sau của Facebook. Thế còn Momo thì bắt buộc bạn sẽ phải sử dụng phương án thanh toán trả trước. Nhưng mà đổi lại thì cái hình thức của Visa và Master nó cũng có thể bị dính tài khoản trả trước, nhưng mà cái tỷ lệ rơi vào tài khoản trả sau sẽ cao hơn. Thế thì tài khoản trả trước và trả sau có nghĩa là gì? Thông thường ấy là Facebook là cho chúng ta chạy nợ, thế là chúng ta chạy đến một cái ngưỡng nào đấy thì bạn mới phải trả tiền. Và đây cũng chính là lý do khiến cho Facebook bị bùng tiền rất nhiều tại Việt Nam, bùng tiền cực nhiều tại Việt Nam luôn. Đấy, mọi người có nghe cách đây một tháng có một cái vụ mà Facebook đã kiện 4 người Việt Nam là gian lận của Facebook 36 triệu đô la không ạ? Các bạn có đọc báo cái câu chuyện đó không ạ? Vâng, có cái đúng không ạ? Vụ đấy bây giờ xử lý nào rồi thầy? Hiện nay thì báo chí đang không đưa tin và xử lý thì cũng khá là khó đấy ạ. Bởi vì là Việt Nam với lại Mỹ là không có luật dẫn độ và trao đổi tư pháp. Thì theo em hiểu là có thể là người ta sẽ làm như này, thì em cũng biết một chút về luật, quảng cáo với mọi người là mình có 2 bằng đại học luật nhưng mà không hành nghề. Sau này mà ví dụ mà Loan mà cần tư vấn về tài sản trước hôn nhân hoặc sau hôn nhân thì inbox cho thầy, ví dụ thế, đúng không? Nên là thầy rất là tự tin với vợ thầy, là thầy bảo là em chỉ có một con đường duy nhất, đấy là phải yêu anh, còn nếu không mà em không yêu anh là em ra ngoài đường với tay trắng. Bởi vì là mình rất là am hiểu về luật. Nói vui một chút anh Hải ạ, thì là giải pháp này theo em đoán thôi, em không chắc chắn về giải pháp này. Hiện nay Việt Nam và Mỹ là không có luật, không có thỏa thuận về tương trợ tư pháp. Tương trợ tư pháp tức là Việt Nam yêu cầu là bắt thằng kia cho tao thì thằng Mỹ sẽ bắt, và ngược lại thằng Mỹ yêu cầu là bắt thằng này kia cho tao thì thằng Việt Nam sẽ bắt. Anh hiểu không ạ? Rồi. Thế thì bây giờ họ sẽ làm như nào? Thì họ sẽ làm có thể họ sẽ thông qua Interpol. Đấy, họ có thể họ sẽ thông qua Interpol họ bắt, hoặc là họ sẽ gây sức ép ngoại giao để chính phủ Việt Nam làm cái việc đó. Đấy, còn chính phủ Việt Nam có quyền từ chối nhé. Đợt trước mà anh có biết là nó bắt cái thằng Hiếu PC không, cái thằng mà hacker bây giờ đang Ngô Minh Hiếu. Ngô Minh Hiếu. Vâng đó, thì nó bắt thằng đấy bằng cách nào? Nó phải dụ thằng đấy ra khỏi Việt Nam bằng cách là nó mời thằng đấy đi tham dự một hội thảo. Thế là xuống sân bay phát bắt ngay tại khi xuống sân bay. Đấy. Và xử trên đất Mỹ. Tù rất là lâu, nhưng mà sau đó thì thằng này nó cải tạo tốt nên nó được về. Đấy. Thì thôi, bây giờ ta quay lại với câu chuyện đấy, không thể tránh bị lạc đề. Tức là nó chạy bùng rất là nhiều. Thế sau khi mà chúng ta có tài khoản quảng cáo rồi thì cái quy trình chạy quảng cáo là gì? Thì các bạn có thể nhận được một cái file Excel. Tôi đã gửi có một cái file Excel cho các bạn. Đó, thì trong này tôi đã hướng dẫn cho các bạn rất là chi tiết. Tôi đã hướng dẫn cho các bạn rất là chi tiết các quy trình để chuẩn bị chạy quảng cáo. Ví dụ như là các bước để chạy là gì, ai sẽ làm này, ví dụ ghi vào đây là Loan này, ngày làm này là ngày 20 tháng 7 này. Đấy, dự kiến triển khai là ngày 25 sẽ chạy được, vì trước khi chạy phải nghiên cứu về sản phẩm dịch vụ một chút. Đấy, thời gian triển khai là khách hàng đặt hàng là chạy 1 tuần hay 10 ngày hay là 2 tháng hay 3 tháng. Sản phẩm chạy là gì, bất động sản ở Quảng Ninh hay là bất động sản ở Hà Nội hay bất động sản ở đâu đó. Giá bán là khoảng 3 tỷ hay là 4 tỷ hay là một chiếc xe hơi cũ, giá bán là 500 triệu. Ok nhé, Phương thì có khi là nhớ đặt hàng, Phương tiện nói đây không quên. Phương nhớ theo thầy, inbox thầy này. Có thể Tết thầy ủng hộ Phương một đơn. Thầy ơi thầy, cái tài khoản quảng cáo của mình thì có đổi tên được không thầy? Tài khoản quảng cáo thì mình vào mình lúc đầu mình setting cái là đổi tên được em ạ. Cái chuyện đổi tên cái tài khoản quảng cáo nó không quan trọng. Hiểu ý không ạ?
Alo. Bạn nào đặt câu hỏi đấy? Hiểu thầy, hiểu. Rồi giá bán của sản phẩm là bao nhiêu, lợi nhuận gộp lợi nhuận dòng là bao nhiêu, viết vào đây để mình làm gì? Mình rất là quan tâm đến sản phẩm có lợi nhuận cao. Mọi người biết tại sao không ạ? Mọi người biết tại sao không ạ? Tại vì như thế thì mình mới có ngân sách để làm quảng cáo, hiểu ý không ạ? Tại vì chi phí quảng cáo của Facebook khá là đắt. Nếu bây giờ mọi người mà chạy bán Facebook mà chi phí quảng cáo rơi vào khoảng 15 đến 20% doanh thu thì tôi cho rằng là rất là thành công. Thế nào gọi là chi phí trên doanh thu là 20%? Ví dụ mình bán một cái sản phẩm giá 1 triệu và mình chạy hết 200 nghìn được một đơn thì như vậy gọi là 20% chi phí quảng cáo trên doanh thu thì rất là ok. Cho nên ấy, lời khuyên của tôi với các anh chị là sản phẩm và dịch vụ của anh chị phải có lợi nhuận tốt. Đấy, nên có lợi nhuận tốt để chúng ta chạy, hoặc là tỷ lệ tái mua cao. Như anh Hải anh ấy nói là anh ấy phải lỗ đơn đầu bởi vì chi phí quảng cáo rất là cao. Lỗ đơn đầu thì tái mua. Thế mà gặp cái đứa mà nó không mua, ví dụ như là cô váy cưới cô dâu mà chạy lỗ đơn đầu thì làm sao mà nó tái mua được? Đúng không? Bây giờ chẳng nhẽ lại lâu lâu lại gọi cho cô dâu là lâu nay chị không đến ủng hộ shop à, đúng không? Rồi tiếp tục nha. Ngân sách quảng cáo dự kiến là bao nhiêu? Thông thường khi mà mình chạy quảng cáo bao giờ mình cũng hỏi. Chẳng hạn như chị Linh có thuê tôi là thầy ơi bây giờ muốn nhờ thầy chạy quảng cáo cho tôi, cho chị không biết chạy. Rồi thế tôi sẽ hỏi là thế chị định chạy bao tiền một tháng, bao tiền một ngày? Tại vì quảng cáo của Facebook, Google hay tất cả các công cụ online hiện nay nó đều tính phí theo ngày. Đấy, nó đều tính phí theo ngày. Cho nên là mình cũng yêu cầu là phải dự báo được cái mức như vậy để mình có thể làm. Ok, tiếp tục. Chương trình bán hàng mọi người phải lên. Bởi vì tại sao mọi người phải lên chương trình bán hàng? Bởi vì lên chương trình bán hàng ấy, thì mọi người mới làm content hay, mọi người mới thu hút được người ta, phải khuyến mại. Thí dụ nói vui thôi, thí dụ như bây giờ mà mua bán iPhone mua một tặng một thì chạy quảng cáo chắc là giá rất là rẻ, đúng không? Nhưng mà không ai làm như thế cả. Đấy, tôi đưa ra một cái ví dụ đấy, là bây giờ bán iPhone mua một tặng một thì rất là rẻ. Đấy, các bạn liệt kê hết tất cả các bước cho cái quy trình chạy quảng cáo nhé. Cái file này tôi đã gửi sẵn cho mọi người rồi, đúng không ạ? Mọi người hiểu ý tôi không ạ? Vâng. Thì những người không biết làm ấy, ví dụ như chị Linh hay chị Loan hay chị Thắm này, những người chưa từng làm ấy, thì mọi người làm theo tôi là bên trái là tôi đưa ra mô tả định nghĩa, bên phải là mọi người điền vào cái của mọi người. Mọi người định bán cái gì thì mọi người điền vào đây luôn. Tôi làm sẵn cho tất cả các bước rồi. Khuyến mại là ví dụ bây giờ giảm giá trực tiếp nếu có là gì? Bán quần áo đúng không? Bây giờ giá nhập vào là 200.000, bán lên 600, gạch đi, chỉ còn 499. Thì cái đấy nó thuộc về khuyến mại. Như vậy trực tiếp là 100.000. Quà tặng là mua 3 sản phẩm thì tôi free ship. Tôi lại tặng cho một bộ đồ ngủ hay là một bộ đồ mặc nhà trị giá 200.000. Mọi người hiểu ý không ạ? Tức là tôi đưa ra chương trình, tôi tưởng tượng ra tất cả những điều đấy. Đấy. Hay là sản phẩm dịch vụ fail là gì? Fail đây là cái khái niệm mà dẫn khách hàng tới cửa hàng, tới cái shop của mình hay là tới cái page của mình. Ví dụ một ông bán khóa học thì fail của ông chính là một khóa học miễn phí, fail của ông là một buổi đào tạo miễn phí, ok. Hay là một đơn vị bán ô tô thì fail của nó là gì? Là lái thử. Thế nhưng bây giờ fail lái thử thì nó cũng không còn hiệu quả nữa rồi, thì phải nghĩ ra những cái fail mới hay hơn, ví dụ như là cho dùng thử, cho đổi trả. Bên bên Thế Di Động ấy, nó cho mà mua tivi về nhưng mà một tháng không ưng có thể trả lại, thì đấy cũng là một dạng khuyến mại shop để cho khách hàng.
người ta ra quyết định mua. Bây giờ chị Linh bán hàng một ngày, giờ cái sản phẩm của chị một ngày bán có được bao nhiêu đơn không chị Linh ơi? Bật cái mic lại thành bật cam à? Một ngày giờ đang bán được bao nhiêu đơn? Dạ một ngày trung bình khoảng mười mấy đơn đổ lại rồi. Vâng. Cái đơn đấy nó đến từ đâu hả chị? Dạ đơn tỷ ạ. Dạ khắp tỉnh luôn. Đơn tỷ. Đơn tỷ, nhưng mà cái ý là cái nguồn mua, ví dụ nó mua qua Facebook cá nhân này, là hội nhóm hay chạy quảng cáo, ý là thế. Dạ mua là từ website. Nên em muốn chạy trên bên Facebook nữa. Ok ok rồi, cảm ơn chị. Rồi ạ. Tiếp tục, chính sách bán hàng, đổi trả giao vận, bảo hành, thanh toán, cam kết, đúng không? Ví dụ như này nhá. Bây giờ mọi người đi làm spa thì mọi người cứ hay quảng cáo là hết một liệu trình thì sẽ khỏi với sẽ đẹp, đúng không? Ở đây các chị đi làm spa nhiều các chị biết. Thế thằng nào, cái thằng chủ spa, thằng nào nó cũng cam kết là hết một liệu trình sẽ khỏi sẽ đẹp. Thế nhưng mà không đẹp thì sao? Nên là không đẹp thì đến mới bảo là à mày cam kết, nó bảo do tại chị không giữ gìn, mới chị về chị dùng như phá ấy, vân vân, thế là cãi nhau ung tỏi lên, mất lòng tin. Vậy thì bây giờ tôi làm gì? Tôi cam kết bằng hợp đồng, nếu tôi làm cho chị không hiệu quả thì tôi sẽ hoàn tiền. Thì chỉ cần thay đổi một chính sách bán hàng thôi thì content quảng cáo nó đã rất là hấp dẫn rồi. Mọi người hiểu ý không ạ? Và cái tỷ lệ chốt đơn của mọi người sẽ rất là tốt. Đấy, xác định các cái điểm bán hàng khác biệt của mình so với đối thủ. Khác biệt như thế nào? Khác biệt về giá. Đấy, chính sách bán hàng tất tần tật những cái đấy, bằng cách là mình phải nghiên cứu đối thủ nha. Mình phải biết là đối thủ là ai, page nào, web nào họ đang bán, họ đang khuyến mại, họ đang dùng content gì, vân vân. Đấy, mình phải lướt sơ qua như vậy và sau đó mình chọn ra những cái mình có lợi thế để mình né những cái của họ đi, để mình né những cái của họ đi. Ok. Sau đó tiếp tục là mình chuẩn bị cho nội dung quảng cáo, bao gồm là ngôn từ này, hình ảnh này, video này, khuyến mại cam kết này, mình chuẩn bị sẵn ra. Cái này thì ví dụ như anh Hải, anh là sếp thì nhân viên nó phải làm hết cho anh ấy rồi. Nhưng rõ ràng là nhân viên phải làm đúng quy trình này. Đấy, thì tôi dạy cho các anh chị chưa làm thì tôi phải dạy như thế để các anh chị làm theo. Chứ còn nhân viên thì nó biết việc rồi thì nó cứ tự nó làm thôi. Đứa thì nó làm Photoshop, đứa thì nó mang sản phẩm đi chụp, đứa nó quay video nó mang về, đưa hết lên page, lên web, đứa thì nó chạy trong ra số thì nó chăm, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà khi chạy cho các anh chị thì tôi phải tính toán hết như thế này. Là gì bây giờ? Tiếp tục là KPI dự kiến là bao nhiêu, giá thầu CPM, giá CTR dự kiến, giá thầu bình quân, giá thầu bình luận, giá thầu tin nhắn, giá thầu số điện thoại, tỷ lệ chốt đơn dự kiến, đấy, chi phí bình quân cho một đơn hàng, giá trị của khách hàng, rồi tỷ lệ tái mua, mình phải ước lượng được, hoặc là mình đưa ra một con số mình bốc thuốc. Ví dụ như bên nào mà họ nhảy vào, anh Hải mà muốn thuê họ thì anh Hải đưa cái file này, anh bảo mày điền hết vào đây cho tao, đấy, tao ok tao mới duyệt ngân sách cho chạy. Thì nó làm hết cái bản này thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó sẽ cam kết ở cái mức độ như vậy, hoặc là không cam kết cũng được, nhưng mà phải có một chỉ số để cho mình nhìn thấy này, và đo lường đánh giá. Nếu mà mày làm đúng như thế tao cho mày chạy tiếp, mà không làm thế thôi nghỉ, đúng không? Đúng. Không cam kết ok, nhưng phải có chỉ số để đo lường và theo dõi, chứ không phải là cứ vào mà cứ chạy loạn bậy hết cả lên đâu. Cầm tiền người ta chạy loạn bậy hết cả lên đâu.
Ok. Tiếp tục. Đấy, sau đó thì chuẩn bị tài khoản quảng cáo. Đấy, thì chuẩn bị fanpage bài đăng rồi tài khoản để seeding. Thế là comment dạo để thu hút khách, chạy thử nghiệm và đánh giá. Ê, dừng lại đoạn này cho hỏi tí này. Vâng. Cái seeding này thì mình có cần seeding theo đúng đối tượng mà sản phẩm của mình không? Ví dụ độ tuổi này. À, seeding ấy thì anh sẽ nuôi mấy con nick, anh và anh comment để dẫn dụ những người xem quảng cáo tiếp theo thôi. Nhưng mà nó có ấy không, ví dụ bao nhiêu trở lên thì nó có thể là điều hướng theo cái mình bình luận không? Chứ không hiểu ý của Facebook, anh, câu hỏi anh hỏi câu hỏi tức như là nào như này nhỉ? nhá, Facebook là nó điều hướng theo đối tượng đúng không, đối tượng tương À tự đúng không thầy? không, nó do anh chạy quảng cáo chứ anh nhắm chọn chứ, seeding này nó liên quan gì đâu. Seeding này là Không như liên quan này gì này, thì nó không liên quan. Nó seeding này như này. Giả sử anh bắt đầu anh nhìn thấy quảng cáo lần đầu nhá, anh nhìn thấy cái page của Phạc Ma gì đấy của nhà anh đúng không, anh là khách, thế thì anh vào anh đọc cái comment, anh thấy là ông Hải bảo ô tôi đã dùng thuốc tốt lắm, ông Phan Anh vào comment bảo thuốc dùng cũng thấy đỡ, khoảng 20 cái như thế nó để lại, thì những người mà người ta thiếu kinh nghiệm ấy, người ta ngây thơ.